chào tất cả các con. Cô rất vui vì lại tiếp tục được đồng hành cùng các con trong tiết học kỹ thuật ngày hôm nay. Ở chủ đề trước, chúng ta đã tìm hiểu sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật ở tiết học thứ nhất. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyển sang tiết học thứ hai của chủ đề này nhé. Ở tiết học này, chúng mình sẽ sử dụng những họa tiết đã tạo được ở tiết học trước để trang trí cho một đồ vật theo ý thích nhé. Và để học tốt ở trong chủ đề này, các con cần chuẩn bị cho cô giáo những đồ dùng sau: giấy A4, giấy màu, bút sáp, kéo, băng keo. Và để làm như thế nào chúng ta có thể trang trí được một đồ vật theo ý thích từ những họa tiết mà chúng ta đã tạo ở tiết học trước, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cô giáo thực hiện nhé. Để thực hiện thì chúng ta sẽ làm theo 3 bước như sau. Bước thứ nhất, tạo dáng đồ vật. Bước thứ hai, trang trí họa tiết có sẵn vào đồ vật. Và bước thứ ba là vẽ màu vào đồ vật để làm họa tiết trang trí nổi bật. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát cô giáo làm từng bước nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng từ giấy A4 và chúng ta gập đôi từ giấy A4 lại để chúng ta sẽ tạo dáng đồ vật. Và bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn cho chúng mình biết tạo dáng một chiếc chậu cảnh. Chúng ta gập đôi từ giấy nhé, sau đó chúng ta bắt đầu vẽ tạo dáng một nửa của chậu cảnh. Chúng ta vẽ miệng và cổ. Thân và đáy. Sau khi vẽ được như thế này rồi thì chúng ta bắt đầu cắt theo đường mình đã vẽ. Chúng ta lưu ý là vẫn để kế nét cho cô nhé, vẫn để nét đen. Cô mở ra và đây chính là chiếc chậu cảnh các bạn ạ. Bây giờ cô sẽ dùng băng keo để dính lại vào một tờ giấy nền, và cô giáo chọn giấy nền là giấy màu xanh để cho chiếc chậu cảnh của chúng ta được nổi bật nhé. Chúng ta dán làm sao cho cân đối với cái tờ giấy nền ở bên dưới. Tiếp theo, chúng mình vẽ nốt. Vẽ nốt liền đấy. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng những họa tiết mà đã tạo được từ tiết trước. Vậy thì chúng ta xem là cái họa tiết nào nó phù hợp với cái đồ vật mà chúng ta định tạo, đúng không ạ? Bây giờ cô kiểm tra nhé. Ở tiết trước cô đã chuẩn bị được rất là nhiều họa tiết theo ý thích của mình rồi. Đấy ạ. Và cô thấy rằng nếu như ở chiếc chậu cảnh như này thì cô sẽ chọn họa tiết vốn cổ đi, là họa tiết hoa sen. Đấy ạ, các bạn nhìn này ạ, là họa tiết hoa sen nhé. Sau đó cô sẽ dán, dùng keo dán và dán ở giữa chiếc chậu cảnh này, dán ở giữa chậu cảnh. Đấy, chúng ta cần đúng ở giữa chúng ta dán nha. Tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm tiếp những họa tiết tiếp theo. Và cô thấy là đây là hình một chú chim lạc. Chú chim lạc này thì thường được sử dụng rất là nhiều
ở trong trống đồng Lạc Việt các bạn ạ. Ngoài cái cách là chúng ta sử dụng những họa tiết mà chúng ta đã tạo được ở phía trước rồi thì các bạn có thể là sẽ vẽ thêm họa tiết vào trong đồ vật mà chúng mình định trang trí nhé, cũng được. Đấy, đúng không ạ? Sau khi chúng ta đã trang trí được họa tiết theo ý thích của mình rồi thì chúng ta bắt đầu có thể trang trí thêm bằng các nét bút của mình. Đây, cô trang trí thêm bằng nét bút. Trang trí thêm đường diềm. Sau khi trang trí được như thế này rồi thì bước cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ màu vào đồ vật để làm họa tiết nổi bật hơn. Vậy thì đối với bình chậu cảnh của cô thì nền đã là màu xanh rồi, họa tiết đã là màu đỏ rồi, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ chọn một màu nữa để làm nổi bật họa tiết, nên cô sẽ chọn màu vàng các bạn nhé. Cô sẽ chọn màu vàng để tô, để tô phần thân của chiếc chậu cảnh này. Các bạn lưu ý khi tô màu là bạn tô từ ngoài vào trong nhé các bạn nhé, nhớ tô đều màu, tô từ ngoài vào trong. Đấy, sau khi mà tô được như thế rồi thì khi chúng ta vào trong chúng ta tô sẽ rất là nhanh. Còn một phần đường diềm nữa thì cô sẽ để màu trắng. Còn phía trên cô tiếp tục trang trí tiếp. Cô có thể chọn màu xanh đi, màu xanh lá cây đi, rất là phù hợp với hình con chim lạc. Cô tô xen kẽ các bạn nhé. Nhưng mà cũng vẫn phải đều. Đấy, đúng chưa nào? Cô chọn thêm đi, màu tím đi. Xong về màu sắc rồi, các bạn có thể dùng hết đi, thì đưa lại những cái đường mà chúng ta vừa mới vẽ sao cho nó chỉnh chu về hình vẽ. Rộng lên thì chiếc bình của chúng ta nó sẽ nét lên. Đấy. Đây là chúng ta vẽ thêm nhé. Đây là phần thêm thôi. Sau khi đã sản phẩm của mình đã gần hoàn thiện rồi, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Mình tạo sản phẩm ở đúng mức độ mà.
Như vậy cô giáo đã vừa trang trí xong chiếc chậu cảnh bằng những họa tiết mà chúng ta đã tạo được ở tiết học trước, và tất cả những đồ dùng, đồ vật mà chúng ta đi trang trí chúng ta cũng sẽ làm theo các bước tương tự như vậy nhé. Bây giờ các con hãy cùng nhau tạo nên một đồ vật theo ý thích của mình và sử dụng những họa tiết mà chúng ta đã tạo được từ tiết học trước nhé. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.